giới thiệu đến quý vị một dòng quạt cao cấp đến từ thương hiệu KDK Nhật Bản với model KLV30DC, hoạt động êm ái với rất nhiều các ưu điểm độc đáo khác hẳn những dòng quạt trên thị trường, chắc chắn sẽ khiến các bạn hài lòng. Để quạt KDK KLV30DC có được sự vận hành êm ái, đó chính là nhờ vào loại động cơ DC. Và loại động cơ này không chỉ hoạt động một cách siêu hiệu quả mà còn cực kỳ êm ái. Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm điện năng lên đến 50%. Và đặc biệt đó là máy sẽ không bị nóng khi mà hoạt động trong nhiều giờ liên tiếp, giúp tăng tuổi thọ cho quạt. Như vậy, những gia đình nào có em nhỏ, người già hoặc các thành viên mắc bệnh khó ngủ thì chiếc quạt KDK KLV30DC này chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để chúng ta có thể nâng cao và cải thiện giấc ngủ cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, quạt KDK KLV30DC đồng hành cùng với các hoạt động tại gia trong gia đình của cả gia đình mà không gây bất cứ một sự phiền phức nào. Với thiết kế thông minh như góc quay có thể điều chỉnh linh hoạt 30 độ, 70 độ, 110 độ giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiều góc quạt. Cánh nhựa trong suốt gồm 7 cánh giúp tản gió đồng đều. Quạt có trang bị bộ hẹn giờ mở và tắt tự động, tiện lợi khi ngủ. Động cơ DC tiết kiệm điện có thể điều chỉnh lên đến 32 mức tốc độ gió. Đa dạng chế độ làm mát, chế độ gió tự nhiên, chế độ tiết kiệm điện, chế độ ngủ, đặc biệt là có chế độ làm khô quần áo. Tuyệt đối an toàn khi tích hợp chức năng bảo vệ trẻ em, tắt khi chạm vào lồng quạt. Như vậy, đây là chiếc quạt cao cấp được đánh giá cao về độ êm ái, công nghệ làm mát, sự tiện lợi, an toàn và còn là sự lựa chọn tinh tế cho ngôi nhà của bạn.